Thủ môn Cosentino đã trở thành trò cười trên mạng xã hội với pha ném bóng bất cần đội đầu đối thủ đi luôn vào lưới, khiến đội nhà thua trận. Đó là bàn thắng được báo chí Argentina gọi là kỳ lạ nhất thế kỷ. Trong một tình huống hoàn toàn vô hại, thủ môn Cosentino đã có pha ném bóng trúng đầu Coelho, làm dội bóng ngược vào lưới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Cosentino đã khiến Juventus Salius bị loại khỏi, vì sau đó họ đã để thua Victoria 4-5 ở loạt sút lưu lưu 11m. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Á đồ, thằng này ngon. Chắc tưởng anh đây hiền nên làm tới chứ gì. Tới số mày hôm nay rồi con. Nước đi này tại hạ thật sự không thể lường trước được. Bất ngờ chứ ông già, lừa như này thì đỡ thế nào được. Sao mày ngu thế hả? Ôi bạn ơi, gì đấy, đang đá gầy cứng thế kia mà tự dưng đứng hình mất 5 giây thế. Chắc là bị thao túng tâm lý bà nó rồi. Cú lừa đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen. Không phải tự dưng người ta lại có câu vui thôi đừng vui quá đâu các bác ạ. Vui kiểu này có ngày ăn nguyên cái két vào đầu chứ không phải chỉ là cái chai đâu. Cái kết cho vị xì kêu thì chưa đâu vào đâu nhưng đã đam mê tạo né. Ông anh mặc đồ gấu kiểu bà mẹ nữa chứ. Cái quần què gì cũng đến tay tao. Đã không vào sân rồi mà vẫn báo đời thế này đây. Mười đẹp! Mười đẹp! Kỹ năng đá bóng thì hạn chế nhưng được cái lợi thế về kỹ năng làm màu và diễn sâu. Quá đỉnh! Rồi, thêm cha nội này nữa. Làm màu cho lắm vào rồi đá đấm cái kiểu đấy đây. Bỏ tài! Đá sương sương giao lưu thôi mà anh em căng quá à. Mình cứ chiêu cho đời nó hồn nhiên các bác ạ. Tôi năm nay 70 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông thủ môn nào hoàn cảnh như ông này luôn. Sorry, sorry. Tại đội nhà chơi ngu quá nên bị liệu ấy mà. Đúng kiểu đá ngu phải nữa là nhấn cái đầu xuống nước này. Đồng với cả đội, tưởng thất vọng, ai ngờ tuyệt vọng mẹ luôn. Khi bạn phải đứng dự bị quá 180 phút, đời hư ảo đưa anh vào cơn mê các kiểu đấy. Thôi tỉnh lại đi anh ơi, bê thêm vài phút nữa thì không ai cứu được anh đâu. Lời thì thầm của đá nó ghê lắm. Đá ngu bằng thực lực là có thật các bác ạ. Mình là người sống hình thức nên đổi người cũng phải ố về anh em ạ. Tưởng dancer chuyên nghiệp không ấy chứ. Quá hay, quá tuyệt vời. Một pha đỉnh của chôm. Mong lần sau bạn đừng ra sân nữa. Xin cảm ơn. À chà chà, thì ra người nổi tiếng cũng có đam mê dùng mấy quả filter đi vào lòng đất như mình các bác ạ. Được của nó đây. Nhìn thì có vẻ vào đấy nhưng chưa chắc đã vào đâu. 30 chưa phải là Tết. Đừng có thấy hoa nở mà đã vội ngỡ xuân về. Đã thế này thì đồng đội đỡ thế nào được. Đi bà mày con, đi bà mày tao lấy mày gà đó. Chơi kiểu này chắc tình nghĩa anh em bạn bè phải keo sơn bền chặt lắm đây này. Để tao chóng mắt lên xem chúng mày cười được bao lâu nha. Ở đấy mà cười đi. Anh trao em con tim nhưng sao anh trao cho em một cú lừa. Ông bà gánh còng lưng để lùa được bóng mà tới giây phút quyết định. Sao mà nói lạ lắm. Thôi dẹp mẹ đi. Đá đấm gì cái tầm su cà na này nữa. Kiếm đâu dao quá. Ơ kìa, cái ông này, hắn bị hỏng à. Đá đấm kiểu này thì đồng đội nó chưa đấm cho mấy nhát là may đây. Không hiểu kiểu gì luôn. Úi xùi, chị Bảy ơi. Đây là đá bóng chứ không tiễn bóng bay xa chị ạ. Đá kiểu này rồi bóng đâu ra mà đá nữa. Chú phải nhớ cho anh một điều là một khi đã bước ra sân thì vua chính là trọng tài. Cãi cãi phát nữa là thẻ đỏ cút khỏi sân luôn đấy nha. Cút ra ngoài. Anh hơi tạo nét xíu thôi chứ kỹ năng của anh vẫn cứ là number one các em ạ. À. Mấy chú muốn lấy được bóng của anh thì phải chờ đến mùa quýt năm sau thì may ra. Xách ra cho anh thể hiện nào. Á đù kinh. Được của ló thế nhờ. Em là
em hơi bị kết anh rồi đấy nha. Nhìn anh gà gà thế thôi chứ ba cái đồ đen này với anh là dễ các em ạ. Vậy chứ luồn lách thì anh là số dách. Hồi đấy anh làm cướp giật mà em. Định của chớp, như này mới gọi là phá đạo thế giới ảo chứ lị. Úi xùi, từ từ bình tĩnh bạn ơi. Chưa gì mà tính lóng như kem thế thì hỏng hết. Ơ kìa, đa đám kiểu này thì còn cái nịch à. Chán thế chứ lị. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.